Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 vừa qua, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, song tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng tỉnh vẫn đạt cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước với 15%, giữ vững vai trò huyết mạch trong phát triển kinh tế xã hội và quan trọng nhất là theo hướng tăng trưởng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Với mục tiêu vừa đồng hành, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc BIDV Vĩnh Phúc đã triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất, chuyển đổi cơ cấu tín dụng phù hợp với thực tế. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác thẩm định vay vốn, đảm bảo các khoản vay được giải ngân đúng đối tượng. BIDV tập trung tăng trưởng vào các khách hàng có cái tình hình tài chính tốt, ổn định và tập trung tăng trưởng vào những cái ngành nghề kinh doanh, các lĩnh vực kinh doanh mang lại những cái giá trị cho xã hội, không tiếp cận đối với lại các khách hàng cũng như là các ngành nghề kinh doanh mà được Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo là hạn chế tiếp cận và không cho vay, ví dụ như kinh doanh bất động sản. Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, năm 2021, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt gần 101.400 tỷ đồng. Đây là kết quả tín dụng cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt trên 31,1 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng phần lớn là cho vay các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, cải thiện kinh tế hộ gia đình, hạn chế tín dụng đen, hỗ trợ các doanh nghiệp thích ứng với dịch bệnh, ổn định sản xuất và mở rộng kinh doanh. Tăng trưởng tín dụng nó chỉ tăng trưởng được khi mà doanh nghiệp và người dân người ta vẫn còn sản xuất, người ta có nhu cầu vốn vay thì mới tăng trưởng được. Đấy, thế và chúng tôi cũng khẳng định rằng là tất cả các cái doanh nghiệp cũng như là hộ dân có cái nhu cầu phát triển, thế rồi là có cái nhu cầu sử dụng vốn một cách hợp pháp đủ điều kiện thì chúng tôi cũng được cho vay đáp ứng cái yêu cầu đó. Nhờ nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến hết năm 2021 chỉ chiếm 0,8% trên tổng dư nợ. Nhân Vực được biết đến là một làng hoa cúc nổi tiếng ở thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Hơn 20 năm nay, cây hoa cúc vàng đã gắn bó với người dân nơi đây, giúp nhiều hộ dân giảm nghèo, có cuộc sống sung túc hơn. Không chỉ cung cấp trong dịp trước Tết, làng hoa Nhân Vực còn cung cấp lượng lớn hoa cho thị trường trong tháng riêng, góp phần tô thắm cho ngày xuân. Toàn tổ dân phố Nhân Vực có hơn 150 hộ trồng hoa cúc, hộ trồng ít thì 1-2 sào, hộ trồng nhiều thì 2 mẫu một vụ. Thậm chí một số hộ còn thuê đất ở các thôn khác để mở rộng diện tích trồng hoa cúc. Để có được những bông hoa cúc to, đẹp, phục vụ ngày Tết và lễ hội đầu xuân, người trồng hoa cúc Nhân Vực phải chuẩn bị kỹ từng khâu trong suốt quá trình trồng và chăm sóc. Nhờ có cây hoa mà kinh tế của dân người dân rất là phát triển. So với người dân trong xã là dân đây rất là phát triển hơn cả. Nếu mà tính về chỉ số lao động, cái hiệu quả cây hoa này nó rất là năng suất. Nếu như cái đất như bây giờ, hiện tại như bây giờ đang khoảng 50 triệu một sào, thì nếu tính sầm nó gấp lúa hàng bao nhiêu lần. Nhiều hộ dân ở đây cho biết nghề trồng hoa cúc tuy thu lại cao hơn so với trồng lúa nhưng cũng khá vất vả bởi luôn phải nắm bắt được thời tiết để biết cách chăm sóc, bảo vệ cây. Đặc tính cây hoa cúc là ưa ẩm nhưng không chịu ngập úng, dễ bị sâu bệnh tấn công. Bởi vậy, người trồng cúc phải dày công chăm sóc, thậm chí ăn ngủ cùng hoa cúc ngoài đồng. Mặc dù trồng hoa quanh năm, nhưng với người dân trong thôn, vụ hoa Tết vẫn đóng vai trò quan trọng vì có giá trị kinh tế cao và lượng tiêu thụ trong những ngày Tết tăng rất mạnh. Tất cả làm hoa là cũng chỉ trông vào Tết thôi. Dù đắt dù rẻ là tất cả nhà ai thế cũng muốn vào Tết. Thế còn giá cả thì nó phụ thuộc về thị trường thì chúng tôi cũng chỉ biết làm là cũng tất cả làm là chỉ cũng mong nở vào Tết. Nếu như năm nay thì được giá như thế này thì một sào là chúng tôi cũng được 50 triệu. Còn cái chi phí thì nó hết độ 10-15 triệu. Trong năm vừa qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID, tuy nhiên tập thể đảng bộ và chính quyền thị trấn Đạo Đức vẫn nỗ lực động viên và quyết tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để nhân dân có được cái điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển cái kinh tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thế tuy nhiên là nhân dân vẫn đồng hành và ủng hộ và nỗ lực
chăm sóc để phát triển kinh tế của địa bàn. Và hiện nay mô hình trồng hoa của tổ dân phố Nhân Vực vẫn là một trong những cái nơi để có tạo điều kiện cho thu nhập cơ bản được nâng lên cho bà con. Hoa cúc Nhân Vực đang dần khẳng định thương hiệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Đây là một trong những cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích của người dân. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca F0 trong cộng đồng liên tục gia tăng. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức cho học sinh đến trường, vừa tổ chức dạy học, vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn từ bên trong là phương châm của trường mầm non Xuân Hòa, huyện Lập Thạch đã thực hiện để tổ chức dạy và học thích ứng linh hoạt trong tình hình hiện nay. Khi trẻ đến lớp, cô giáo sẽ trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn trẻ phòng chống dịch và linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu giãn cách. Các hoạt động ngoài trời thực hiện theo từng lớp một, đồng thời chủ động nắm bắt thông tin liên quan đến sức khỏe, tình hình dịch tễ của trẻ để có phương án xử lý kịp thời. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID của nhà trường, thì 100% các đồng chí cán bộ giáo viên đã thực hiện tốt về cái công tác liên phối kết hợp với các bậc phụ huynh để nắm bắt tình hình học sinh ở nhà. Trước khi trẻ đến trường thì các cháu đều là phải khỏe mạnh. Khi mà có những biểu hiện ho, sốt hay như thế nào thì các cô cũng tuyên truyền cho các bậc phụ huynh là cho trẻ ở nhà theo dõi sức khỏe và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Tại trường Trung học Cơ sở thị trấn Lập Thạch, các bản tin tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh được phát hàng ngày qua loa phát thanh của trường. Nhà trường tổ chức phân luồng do học sinh đến và tan học theo khung giờ, mỗi khối lớp sẽ đi các lối riêng. Tại mỗi lớp học, ngoài các bài giảng, các giáo viên đều dành thời gian để nắm bắt thông tin, tình hình dịch tễ của học sinh và nhắc nhở các em thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, tổ chức lớp giãn cách lớp. Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể xã hội trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Thông tin cập nhật kịp thời đến tất cả các bậc phụ huynh học sinh cũng như các em học sinh trong cái tình hình của dịch bệnh. Và đặc biệt khi các em học sinh khi đến trường thì chúng tôi đã bố trí đo thân nhiệt đối với tất cả 100% học sinh trong toàn trường, trong tất cả các buổi học và thực hiện nghiêm túc các cái quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Chỉ còn vài ngày nữa là các em học sinh bước vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho học sinh ký cam kết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo vui xuân đón Tết an toàn, đang được các nhà trường triển khai tích cực. Nhà trường cũng đã tuyên truyền học sinh thực hiện đúng 5K, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch và hạn chế đi ra ngoài, đi lại trong dịp Tết, tránh tiếp xúc với những người, mà đặc biệt là những người lạ. Để kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đều xây dựng các phương án, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra dịch trong trường học, chủ động xét nghiệm tầm soát hàng ngày từ 5 đến 10% cán bộ, giáo viên và học sinh, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho giáo viên và học sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát trong trường học. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc ghi nhận 276 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh đến hôm nay là 7.963 ca. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Dự báo trong dịp này, lượng người đi hoặc đến Vĩnh Phúc sẽ tăng cao. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng và nhân dân, mỗi chúng ta cần thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính trước khi vào tỉnh, về với gia đình, hàng xóm, cộng đồng để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ. Và trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đây là chủ trương đột phá trong công tác cán bộ.
qua một năm thực hiện cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, những việc khó tồn tại lâu năm đã được giải quyết, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mỗi địa phương. Hết năm 2021, huyện Bình Xuyên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đặc biệt là những việc khó, những việc tồn tại lâu năm đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết như đầu tư công, xử lý tồn tại về đất đai, giải phóng mặt bằng. Huyện Bình Xuyên chúng tôi thì xác định là trung tâm Logistics ICD là một cái dự án rất lớn của tỉnh và rất là quan trọng. Nên là cả hệ thống chính trị chúng tôi đã vào cuộc và ngay sau đó thì chúng tôi đã họp lãnh đạo ủy ban cũng như là các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là hai đơn vị có diện tích đất nông nghiệp dành cho Logistics là thị trấn Hưng Canh và xã Sơn Lôi. Và trong quá trình chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng thì cũng gặp những cái khó khăn nhất định, nhưng chúng tôi đã tích cực tuyên truyền vận động người dân và đặc biệt cũng được người dân ủng hộ rất là cao. Thời gian qua, thông qua việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm gắn với lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Nhiều việc khó, nhiều việc tồn tại lâu năm, các điểm nghẽn cản trở phát triển ở từng ngành lĩnh vực, địa phương đã được giải quyết. Điều này vừa làm tăng trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương, vừa nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị. Đây cũng chính là nhân tố quyết định góp phần để Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, trở thành điểm sáng của cả nước trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2011. Chúng tôi chọn nội dung việc để giao, đó là những việc mới, đó là những việc khó, đó là những việc tồn tại lâu năm chưa giải quyết được và thậm chí có cả những việc chưa có trong tiền lệ. Nhưng vì thực hiện nhiệm vụ chính trị cho nên chúng tôi vẫn giao. Và quá trình giao thì chúng tôi có kiểm tra, có lắng nghe, có chia sẻ, có động viên và cũng có kể cả tháo gỡ những cái cơ chế để cán bộ có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với 12 giám đốc sở, trưởng các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Đây chính là cơ sở để các cấp các ngành, người đứng đầu cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy, hành động mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương, người tiêu dùng trong việc buôn bán, mua sắm. Trước đây, mỗi lần đi mua sắm, chị Bùi Thị Lan ở Vĩnh Tường thường phải mang theo tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Nhưng từ khi cửa hàng này lắp đặt thanh toán qua QR code, chị Lan đã thay đổi thói quen chuyển sang hình thức thanh toán trực tuyến qua điện thoại thông minh bằng quét mã QR code. Sau một thời gian sử dụng, chị rất hài lòng về những tiện ích của hình thức thanh toán này. Bây giờ có cái mã này rồi thì em thấy là nó sẽ nhanh hơn, tiện hơn và chính xác hơn. Bình thường thì các hình thức kinh thanh toán ấy, từ xưa nay thanh toán truyền thống là tiền mặt cũng như là qua thẻ hoặc là chuyển khoản ấy, thì đã là thuận lợi rồi. Thế nhưng mà từ khi có cái hình thức chuyển khoản qua như vậy QR code ấy, thì chúng tôi thấy là các cái thanh toán rất là nhanh chóng, thuận lợi. Đặc biệt là trong lúc dịch như này thì khách hàng như vậy là cái lượng khách hàng ùn ứ trong cái quầy thu ngân của tôi sẽ được giảm bớt rất là tốt. Cùng với phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến như mobile banking, smart banking, thanh toán quẹt thẻ qua máy post, từ tháng 10 năm 2021, ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh hình thức thanh toán quét mã QR code trên ứng dụng mobile banking. Với tiện ích thanh toán này, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch thanh toán mà không cần dùng tiền mặt hay các loại thẻ ngân hàng. Chỉ cần dùng camera điện thoại để quét mã QR tại các địa điểm như cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, xe taxi, có chấp nhận thanh toán mã QR do BIDV hỗ trợ, ứng dụng sẽ nhanh chóng hiển thị các thông tin tương ứng của giao dịch và chỉ bằng vài thao tác đơn giản, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán chỉ sau vài giây. Lượng giao dịch thanh toán qua QR code tháng 10 thì nó chỉ rơi vào tầm 10 đến 15.000 giao dịch trên một ngày, nhưng mà dần dần thì thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng đã thanh toán nhiều hơn qua QR code, cũng như người bán hàng thì thích nhận tiền qua QR code hơn, thì lượng giao dịch đã tăng lên đến từng ngày. Và hiện nay thì mỗi một ngày BIDV đang thống kê là lượng giao dịch thanh toán qua QR code của những khách hàng đang triển khai thanh toán qua QR code của BIDV lên đến 70 đến 80.000 trên một ngày.
Với những lợi ích như nhanh chóng, an toàn, chính xác, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 6.000 điểm kinh doanh đã sử dụng hình thức thanh toán bằng mã QR code do ngân hàng BIDV cung cấp, góp phần hạn chế việc lưu thông tiền mặt, hạn chế tiếp xúc trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số của chính phủ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực. Luật quy định chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại tại nguồn. Phí xử lý rác cũng sẽ áp dụng cách tính mới theo khối lượng, thay vì bình quân đầu người như từ trước tới nay. Nghĩa là thải bao nhiêu rác, trả tiền bấy nhiêu. Luật mới có những điểm mang tính đột phá, như lần đầu tiên cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để thực hiện được quy định này, bên cạnh ý thức của người dân, cần sự đầu tư đồng bộ cho khâu xử lý rác thải. Có thể thấy ý thức phân loại rác thải của người dân ngay tại những nơi tập kết rác, thói quen phân loại rác hữu cơ và vô cơ thành hai túi khác nhau chưa được hình thành. Rau hỏng, quả thối, vỏ quả, thức ăn thừa, quần áo, túi ni lông các loại đều được đựng chung vào một bình rác. Về đến khu xử lý, việc phân loại rác là công việc của những người công nhân. Đây là công đoạn mất nhiều thời gian, mất nhiều nhân công nhất của các hợp tác xã môi trường. Nếu người dân chủ động phân loại ngay tại nhà, thì những công đoạn như thế này sẽ được cắt giảm rất nhiều. Một cái khó khăn nhất đối với chúng tôi bây giờ là cái việc mà hướng tới bà con phân loại rác tại cái điểm phát sinh rác là hơi khó. Về đây thì lại phải bổ những cái túi đấy ra để phân loại, nó mất nhiều thời gian và rất mất nhiều nhân công. Để tiến tới việc phân loại rác thải tại nguồn đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực, thì các phương tiện máy móc để thực hiện thu gom xử lý các loại rác đã được phân loại ngay tại nguồn cũng phải được đầu tư đồng bộ. Phân loại rác thải nó phải đi song song với việc, thứ nhất là thu gom, phương tiện thu gom này, con người thu gom này, và xử lý cái việc rác thải đã phân loại. Nhưng mà bây giờ là tất cả là cho lên một cái ô tô thì phân loại cũng không có tác dụng. Thứ hai là cho về nò đốt thì tất cả cũng dồn về đấy. Cái gì đốt được thì đốt, còn không đốt được thì lại phải vẫn chôn lấp. Nên là cái việc phân loại rác thải thì hiện tại là địa phương cũng chưa triển khai và cũng chưa làm được. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định trách nhiệm phân loại rác thải của hộ gia đình, cá nhân thay vì khuyến khích việc phân loại như trước đây. Để có thể thực hiện tốt chính sách này thì mỗi cá nhân cần có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là phân loại rác ngay tại gia đình. Đây là gốc rễ để các hợp tác xã môi trường có thể xử lý triệt để rác thải sinh hoạt. Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng siết chặt việc đăng kiểm đối với các phương tiện giao thông đường bộ. Để nâng cao chất lượng kiểm định theo yêu cầu nhiệm vụ, ngoài việc đầu tư dây chuyền kiểm định hiện đại, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong mỗi khâu đăng kiểm, mỗi phương tiện đều được quản lý, giám sát qua camera. Thực hiện niêm yết công khai quy trình kiểm định, chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới. Đặc biệt, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc luôn đặt ra giải pháp hàng đầu là phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, hàng năm, Trung tâm cử các đăng kiểm viên xe cơ giới và đăng kiểm viên xe máy tham gia khóa đào tạo bổ sung kiến thức do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức để đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2011, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc đã kiểm định cho trên 27.000 lượt phương tiện cơ giới các loại, trong đó có gần 2.500 phương tiện đạt tiêu chuẩn và được cấp giấy phép lưu hành theo đúng quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhờ giám sát chặt chẽ khâu đăng kiểm các xe tải, xe khách, đến nay Trung tâm đã kiểm soát được việc cơi nới, thay đổi hiện trạng xe không đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm không chỉ góp phần nâng cao ý thức của chủ xe, lái xe trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của mình, mà còn tăng cường bảo đảm an toàn kỹ thuật xe, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.